Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy bơm mỡ gạt tay nha, bằng dùng bàn tay nhé. Con này con GS6S, nhìn sao qua ha, đây là phần gạt tay của nó nè. Tay đây là cái thùng chứa nha, kèm theo máy sẽ bao gồm những cái bộ kiện sau, gồm là dây nè, dây to, dây hơi nè, súng bơm, một cái súng là súng nè, súng bơm mình lấy cái cọ, nên khi mình bơm mình lấy là đồ ấy, khi mình bơm thì mình lấy ra nha, còn không thì mình dùng để giữ lại. Đấy ra. Còn đây là dĩa hơi nha, dĩa hơi mình sẽ gắn vào đây. Như hơi mình sẽ gắn một đầu vào đây. Thì do mới nên nó hơi trơn, trơn như da cá. Này siết chặt lại nha. Còn một đầu mình gắn vô đây. Bên này mình cũng lấy ba lớp hay kềm nữa, siết chặt. Đây là van nha, van của súng, van của cò bơm mỡ. Cái van nha. Rồi. Ok. Bên trong nó thùng chứa thôi. Lấy bên trong mở bên trong ra luôn.